hôm nay em giới thiệu là chiếc xe máy dầu. Thì trước mắt các bác, đây là cái động cơ của chiếc xe, động cơ máy dầu nhá, BCDI 16 van này. Đấy. Đấy, các bác nhìn xem này, giá máy của xe vẫn rất ok, máy dầu 2.0 nhá, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Còn đây là cabo của chiếc xe, tem mác của xe vẫn còn nguyên này, đế của xe rất mới luôn này các bác này, đế xe rất là mới luôn. Đấy. Và đèn của xe đây, đèn trong vắt luôn, có đèn bi cầu. Đấy, mẫu này lên form mới rồi. Và na răng của xe cũng vậy này, na răng mới rồi các bác nhá, na răng của những cái mẫu xe form mới. Còn đây là nội thất bên trong. Đấy, mẫu này các bác nhìn đây thì cũng biết là chiếc xe này đến từ hãng nào rồi, đúng không ạ? Cần số tự động và có màn hình Android và có điều hòa auto tự động các bác nhá. Đây nội thất xe của đây, nội thất của xe đây, rất là xe rất là mới luôn. Mời các bác xem về chiếc xe này, xem chiếc xe này các bác có đáng để mình bỏ tiền ra để mua hay không nhá. Đấy, mẫu xe 7 chỗ số động được sản xuất năm 2010 các bác nhá. Đấy, form mới rồi, nên form mới các bác nhá, nên form mới rồi, từ 2010 cho nên thì nó đã thay đổi form. Và cái phần đèn sau, đèn nó trắng đen đen như này rồi, nó không còn như là cái đèn 2006 này, 7 này, 8 nữa và đèn 9 nữa. Na răng của xe nó cũng đã có sự khác biệt rồi các bác nhá. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, form dáng đẹp, đời thì cũng không phải là thấp. Nhưng mà giá tiền thì cũng chỉ có là hơn 300 triệu thôi các bác nhá. Đấy, các bác mà mua những cái mẫu xe như là Santa Fe hay là Tucson mà 2010 thì các bác phải bỏ ra đến cả là loanh quanh 500 triệu cơ. Nhưng mà các bác bỏ ra mua chiếc xe Chevrolet Captiva 2010 máy dầu này thì chỉ với giá là hơn 300 triệu thôi. Đấy, tiết kiệm hơn so với những dòng xe khác rất là nhiều. Chevrolet NTZ bản Mắc các bác nhá, Mắc có nghĩa là máy dầu. Đấy, biển 20 tên tư nhân chính chủ luôn. Bên em có đổi xe, có mua xe và có bán xe trên toàn quốc các bác nhá. Các bác có xe gì bán hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số này. Đấy, gửi qua Zalo nữa, các bác mình gửi hình ảnh đấy ạ, gửi hình ảnh của xe các bác qua Zalo cho bên em để bên em định giá cho, gửi qua giá hợp lý. Và các bác hãy để lại số điện thoại của các bác, gửi số điện thoại của các bác vào Zalo cho bên em để bên em tiện liên lạc các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về độ ngoại thất của chiếc xe này để các bác xem. Bây giờ thì cũng 6 giờ tối rồi cho nên là quay nhanh thì bác mình xem thôi. Đây là dòng xe rất đẹp này, nước sơn xi của xe rất là bóng đẹp, côn vỏ căng nhá. Và cam kết cho bác luôn, đấy là chiếc xe này là không bị đâm đụng này, không bị va chạm này và không bị ngập nước này. Keo chỉ của xe là vẫn còn zin này, không mất phân nào này các bác nhá. Đấy, xe các bác mua về là chỉ được dùng thôi, chạy chiếc xe còn rất là chắc luôn. Chiếc này chủ xe trước mới bảo dưỡng tương đối nhiều tiền vào chiếc xe này rồi. Đấy, thay thế đồ để bảo dưỡng rất là nhiều rồi nha các bác nhá. Bây giờ xe cực ngon luôn, các bác mua về là chỉ việc đi, chỉ việc dùng thôi, sẵn dùng. Đấy, ghế da thì vẫn là ghế da xịn nguyên bản theo xe, ghế da xịn nguyên bản theo xe và đã được lót một cái áo ghế bên ngoài rồi các bác nhá. Đấy, xe trang bị là có hai túi khí an toàn, một túi bên đây và một túi bên kia. Tất nhiên dòng này thì có phanh ABS rồi và có khiển cửa rồi. Đấy, màn hình anh chủ trước cũng đã lên một cái màn hình xịn loại cỡ lớn. Đấy, máy dầu số tự động luôn các bác ạ. Trần của xe thì vẫn là chuẩn bị zin. Chỗ này được ốp rất là sáng bóng này, và những con bu lông ốp vít ở cái phần cánh cửa rất là sáng đẹp này các bác này. Đấy, máy xăng thì em không nói làm gì, nhưng mà máy dầu mà được một chiếc xe đẹp như này là cũng không có nhiều đâu. Xe chạy khá là ít, về chất lượng của xe rất là tốt luôn. Những chiếc xe máy xăng 2.4, đấy, những chiếc xe máy xăng 2.4 thì người ta chạy ít, bỏ nó đẹp thì đỡ đành, đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này bình thường ra các bác biết thì máy dầu nó tiết kiệm mà, cho nên là người ta rất hay là chạy nhiều. Thế nhưng mà chiếc xe này của em thì lại chạy rất là ít các bác nha. Đây các bác nhìn này, những chỗ này vẫn còn chấm sơn đỏ này. Đây là một chiếc xe chạy khá là ít luôn, cho nên là chất lượng của nó vẫn còn cực kỳ là ok. Đây các bác nhìn xem phần táp ly cánh cửa này. Đấy, da zin hết nhá, da nội thất bên trong từ cái phần táp ly cánh cửa này cho đến phần ghế đều là ghế da xịn, ghế da zin nguyên bản theo xe. Đấy, vẫn giữ được nguyên ghế da zin. Đấy, và sàn của xe này vẫn là sàn nỉ này các bác này, vẫn là sàn nỉ được bọc một cái tấm nốt này lên trên. Đấy, còn đây là cốp đồ đây các bác nhá. Và đây là tắp lô, quay gần một chút nữa này. Đấy, đồ nhựa rồi các thứ này rất ok luôn này. Đấy, chỗ này là người ta dán tượng, dán đồ chơi trên đây, nó vẫn còn cái keo thôi, mình có thể là mình
bỏ đi được. Đấy, mình xử lý được các bác nhá. Đấy, trần ý còn nét căng luôn các bác ạ. Trần ý của xe này rất là mới, nét căng luôn. Và những cái bu lông ở cánh cửa của xe là chưa tháo, chưa vặn gì nhá, chưa tháo vặn vọ gì. Để có thế này, đấy, bóc chốt khóa xe rất sáng đẹp. Chỗ này là vẫn còn cái lớp đen đen bên ngoài. Đấy, nẹp chân kính này. Rồi cái phần này được ốp kiểu dạng lốc. Rất đẹp mắt luôn. Ông này xinh nhan trên gương rồi. Tay lắm cửa xe được ốp lốc rồi các bác này. Và các bác xem nước sơn nhé, nước sơn của nó cực đẹp luôn, rất là bóng luôn. Và gõ tất cả xung quanh đều cong cong như thế này luôn này các bác này. Tiếp quay em gõ cho các bác xem nhé. Này keo chỉ đây, em tối rồi em sẽ quay nhanh một chút. Đây những con bu lông này đẹp chưa, sáng chưa này đúng không ạ. Đấy sáng đẹp chưa. Đấy gioăng cửa đẹp, gioăng khung đẹp, gioăng cánh đẹp. Đấy không bị rách nha các bác nhá. Đấy không bị rách luôn. Đây một cái tắp ly cánh cửa nữa đây. Đấy các bác xem cho em. Đây này. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe và nó cũng không bị rách này các bác này, không bị kém này, chỉ hơi bẩn một chút thôi. Đấy, hơi ố bẩn một chút thôi. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da nhá, và dưới cũng là chất liệu da. Đấy, tay cửa mở cửa xe này sáng đẹp chưa. Đấy, chỗ này loa này. Đấy, tối rồi em sẽ quay nhanh nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem này, những con vị trí lọc trong vẫn là sơn zin và không có hiện tượng bị han gì mục mọt ở những phần cánh cửa hay là phần gầm, không bị mục mọt, không bị han gì các bác nhá. Sàn của xe đã được lót thảm trải sàn 6D 5D rồi. Nhiều người gọi là 5, nhiều người gọi là 6 đúng không ạ? Rồi gioăng cửa đây. Nhiều con chỗ này nó bị kém rồi, nó bị rách rồi này. Nhưng con này của em là không bị rách luôn, cái gioăng này con này. Gioăng này còn rất là mới luôn này. Đấy. Gioăng rất là mới luôn. Và tất cả kính của xe đều là kính zin các bác nhá. Đấy, kính zin được bọc lại cách nhiệt lại tốt bên ngoài rồi. Đấy, những cái phần từ những phần này này đẹp chưa? Đúng không? Từ những phần này đẹp chưa này các bác này. Đây gioăng này đẹp chưa này. Đây, quay tầm này vẫn sáng đủ độ nhìn chữ mắt đúng không ạ. Đây nha, mặt đây, ghế này, ghế xịn này các bác này, ghế da xịn này. Đây, ghế này đang tụt xuống cho nên là cảm giác nó hơi chật thôi, chứ còn đưa lên thì mình đằng sau rất là rộng nhá. Đấy, nhưng có những cái hạt ngồi này thì các bác ngồi nó sẽ được mát hơn và nó thoáng hơn, không bị bí đúng không ạ, không bị chảy mồ hôi. Còn đây là ghế đằng sau. Đấy, chất liệu da xịn vẫn còn rất là ok này. Đấy, rất là căng đẹp luôn này. Đấy các bác nhá. Mình xem nốt cho em cái phần nội thất. Mình sẽ quay nhanh một chút nữa thôi cho nó đỡ tối. Đấy, loa sub loa xiếc đầy đủ hết. Đấy, bây giờ em sẽ quay các bác xem cái lốp nữa này. Đấy, lốp nữa này các bác này. Đấy, da răng đẹp này. Đúng không? Bây giờ quay phần vỏ bên ngoài đi. Đấy. Đây, em quay cốp cho các bác nhá. Từ cái phần cốp này này các bác nhìn này, vẫn đẹp chưa? Lý nhá. Chỗ này là dây này là dây để cắm cổng USB rồi cắm thẻ nhớ rồi cắm SIM các bác nhá. Cái đóng cửa này này. Đây cửa đóng rất là khít luôn và nước sơn các bác nhìn xem này. Rất là bóng đẹp và soi được gương luôn nhá. Soi được hình em trong gương luôn. Đây xinh nhan gương đẹp này. Máy đang quay rồi thì em xin phép để em đóng lại. Đấy, mặt ga lăng đẹp này các bác này. Đấy, mặt ga lăng đẹp này. Sơn xi bóng này, soi gương được luôn này. Cặp đèn pha xịn nguyên bản theo xe nhá. Vẫn còn trong vắt như này luôn. Và đèn mới rồi, đèn đen rồi. Nó không giống như một số những cái chiếc xe mà form cũ đời thấp các bác nhá, không giống rồi. Đấy còn đây, đây là một số vị trí bẩn gầm này. Có đèn bi cầu nhá, đèn bi cầu đồng hoàng luôn đấy ạ. Đèn bi cầu siêu sáng đi ban đêm luôn. Đấy lốp của xe vẫn còn tương đối dày, da răng đúc đẹp, phanh ABS, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Đấy đăng kiểm của xe tháng 2 năm 22. Kính của xe bọc dán xung quanh toàn bộ rồi này. Đấy. Các bác thấy không ạ? Xinh nhan gương của xe là không bị kém này, vẫn đẹp luôn. Đấy, lốp sơn của xe này, các bác nhìn này. Và thân vỏ này rất là căng mọng đều. Cam kết là xe không bị lỗi, cho nên là thân vỏ của xe ok như này. Đấy, rất khít đều này. Rất là căng mọng này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Các bác yên tâm nhá, đảm bảo cam kết bảo hành cho bác luôn đối với cái chiếc xe này, không bị đâm đụng, không bị va chạm gì. Bảo hành máy số ngon. Đây, các bác nhìn nhá. Đấy, đèn pha trong vắt và đèn hậu cũng vậy, trong vắt luôn. Như kiểu đây là một chiếc xe đời 2010 mấy luôn chứ không phải là. Nhiều người nghĩ đây là chiếc xe mà nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiếc xe đời cao chứ không nghĩ đây là một chiếc xe đời 2010 đâu ạ. Vì nó còn cực kỳ ok như này cơ mà đúng không ạ? Quá đẹp luôn cho một chiếc xe mà đời 2010 với số tiền các bác bỏ ra là hơn 300 triệu thôi. Đấy, có hai ống xả nhìn rất là hầm hố này. Đấy. Máy dầu siêu tiết kiệm thì tầm khoảng quanh 6 lít dầu trên 100 km thôi.
mà dầu thì lại rẻ hơn xăng rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Cái tem logo của xe vẫn nguyên nhá, có cam lùi đây này các bác này. À, chỗ này được bọc ốp lốp rồi, chỗ này là có đèn phanh này. Đấy, cốp này các bác này. Đấy, cốp này. Đấy, hai ghế sau được gập xuống. Và các bác nhìn cho em là cái mặt là đằng sau ghế của xe là mặt lế nhá. Mà lế của xe nó vẫn còn được trong được đẹp như này luôn này các bác này. Đấy, mặt lế của xe vẫn còn đẹp này các bác này. Đấy, tối nhìn nó vậy thôi chứ còn cái mặt lế này nhá. Đấy, rất là ok luôn. Ở chỗ này là cốp đồ, đúng không ạ? Đây nha, máng nước các kiểu đây. Đây là phần máng nước, người ta gọi đây là máng nước các bác nhá. Đây này, người ta gọi là máng nước. Đấy, các bác hình dung cho em như vậy. Đấy, rất sáng này, không bị kém này. Đấy, đèn pha của nó này, trong vắt luôn này các bác này. À quên, đây là đèn hậu. Đèn pha chứ đèn hậu, trong vắt đẹp như vậy luôn đấy ạ. Đây nhá, các bác nhìn xem này. Vẫn nhìn rõ mà đúng không ạ, chưa tối lắm mà đúng không ạ. Đây, đẹp luôn. Từ những cái vị trí rong này, nẹp này, kính này. Đấy, tiếp đây nữa này các bác này. Đã chưa tối mình vẫn nhìn thấy rõ cái sự đẹp, cái độ chất của chiếc xe. Đây các bác nhìn này, phần bu lông này vẫn sáng đẹp này. Lồng trong sơn zin, sang bóng đây. Đấy, rong cửa đẹp, không bị sứt rách gì. Không bị sứt rách gì luôn đây. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nhiều con xe kém kém thì chỉ tầm khoảng 300 triệu thì cũng có luôn các bác ạ. Nếu mà xe bình thường hoặc là xe nó hơi kém kém một chút thôi, chứ không em không nói là xe lỗi nhá. Đang nói là những chiếc xe không lỗi mà nó chỉ là chạy nhiều, nó hơi già một chút đấy ạ. Tầm khoảng 300 triệu cũng có luôn. Đấy. Các bác có mua em bán cho các bác luôn. Nhưng mà chiếc xe này thì thực sự nó là đẹp, nên là các bác phải mua ở cái mức giá nó hợp lý nha các bác nhá. Em sẽ để giá lên từ đây để các bác nhìn thấy giá của chiếc xe. Để nhìn thấy giá của chiếc xe, xem giá của chiếc xe này bao nhiêu. Đấy, và giá bên em đưa lên tiêu đài như vậy thì vẫn còn lùi nộp lá thêm, vẫn còn bốt thêm. Các bác cứ nhiệt tình alo để được bốt các bác nhá. Cứ alo cho bên em để có giá tốt hơn nữa, các bác cứ nhiệt tình alo cho bên em. Và đợt này bên em có hỗ trợ vận chuyển sang tên cho các bác mình trên toàn quốc. Các bác nhìn nốt cái phụ này này. Đấy, rất ok đúng không ạ? Rong cửa đẹp nhá, không bị rách nhá, rong xịn nguyên bản theo xe luôn đấy ạ. Xịn nguyên bản theo xe. Đây em đóng cửa các bác nghe này, cửa đóng rất là êm. Tay lắm cửa sáng bóng sạch sẽ. Bên em cứ ship xe đến cho các bác xem. Đợt dịch bệnh này các bác ngại đi, ngại đến xem xe tại các tỉnh khác thì các bác chỉ cần ngồi ở nhà thôi, mình alo bảo em ơi mang xe lên cho anh xem. Xem được anh trả tiền. Đấy, không được bên em đánh về. Đấy. Các bác cứ alo nhá. Alo trực tiếp bên em. Đây hai số điện thoại này. Đấy các bác nhá. Đây đẹp chưa? Để em quay lốt cho bác xem này. Vì trời tối cho nên là em sẽ quay nhanh. Bình thường là trời cũng tối đâu, vì trời hôm nay nó có cơn mưa này. Đấy, cho nên nó đang tối rất là nhanh. Đấy, những con bu lông đây là chưa tháo vặn gì nha các bác nhá. Đây vòi vòi đẹp này. Đấy, móc chốt khóa sáng đẹp này. Đấy, đây. Quay kỹ cho bác xem khu này. Đấy, sàn thảm trải sàn đây, ghế đây. Đấy, vô lăng đẹp nhá, vô lăng xịn đẹp. Các bác nhìn cho em đây. Vô lăng xịn đấy ạ. Vô lăng của xe vẫn còn rất ok luôn. Đây, vô lăng này. Máy dầu mà được như con này là không có nhiều đâu. Máy dầu mà chạy ít như con này là không có nhiều đâu. Bình thường máy dầu chạy người ta sẽ chạy nhiều hơn máy xăng đúng không ạ? Nhưng con máy dầu này còn chạy ít hơn cả máy xăng cơ. Đây các bác nhìn này, đây là gương kính điều chỉnh đèn đây nhá, có cục gương này. Và đây chỗ này là chỉnh đèn xăng tối này. Đây các bác nhá. Đây, dòng đẹp chưa? Dòng rất là mới luôn. Đây khung vách của xe không han gì gì này. Đây tắp lô tắp ly của xe này các bác nhìn này, em quay kỹ cho các bác xem phần tắp lô này. Đấy. Tắp lô đây, máy nổ cực êm. Tuy rằng máy dầu nhưng nổ rất êm nhá các bác nhá. Các bác có thể là nghe tiếng máy qua Zalo. Đấy em sẽ gửi tiếng máy qua Zalo cho các bác nghe. Đây các bác này. Đấy. Những cái con bu lông hút vít sáng đẹp chưa này? Răng đẹp này, không rách này. Rồi phần tì tay là tì tay xịn này các bác này, vẫn đẹp chưa này? Đấy. Những cái vị trí bấm kính cửa cánh cửa đây. Đấy. Không bị kém luôn. Đây nó này các bác này. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe nhá. Đấy, phần trên này da xịn. Cái này là sơn giả đá giả gỗ đây. Đấy chỗ này vị trí đấy, tiếp theo các bác xem. Đấy chỗ này loa. Đấy loa đây. Âm thanh nghe hay cực kỳ luôn. Các bác có thể là nghe tiếng loa qua Zalo. Đấy. Các bác xem gì, muốn nghe cái gì, muốn xem video gì thì mình hãy kết nối Zalo cho bên em nhé. Để bên em gửi video, bây giờ hình ảnh chi tiết cho các bác xem, các bác nghe. Các bác nhá. Đấy, đèn gầm cũng có đèn bi luôn, và bên kia cũng vậy nhá. Bên kia cũng vậy, bên đây cũng có đèn bi này các bác này. Đấy, ở trên đây đèn bi này, đèn bi cầu sáng đẹp này. Và bên đây cũng vậy này các bác này, đẹp chưa? Đấy. Một chiều
xe quá chất luôn. Bên em có đổi các xe nhá, các bác có xe gì muốn đổi muốn bán các bác cứ alo cho bên em, để lại số điện thoại qua Zalo, qua tin nhắn cho bên em để bên em gọi tư vấn cho các bác nhiệt tình hơn các bác nhá. Rồi các bác xem phần vỏ bên ngoài nữa này. Em ơi bật đốt cho anh cái cửa kia lại. Bật đèn lên, bật đèn nốt đi. Bật đèn ở ngoài lên để anh đánh con này vào cho các bác mình xem qua cái phần vỏ. Đây em đổ máy, em lùi xe vào bên trong siêu thị nhá. Bên trong nhiều đèn sáng hơn, để em đổ máy luôn này. Đấy, máy dầu mà mỗi phát lổ ngay. Đây, km đây. Các bác nhá. Rồi, tiến này. Đây, điều hòa lạnh bút, lạnh sâu luôn. Em sẽ lùi con xe vào bên trong. Đây nhá, cái mặt này các bác nhìn này, nó không bị ố mờ này. Đấy, nhiều con ố mờ, con này của em còn chưa ố mờ luôn. Đây em đang đứng ở chỗ dốc. Rồi. Lùi lên. Các bác đợi em một chút nhá. Em sẽ lùi vào bên trong sáng hơn. Đây em đang lổ máy và em đang chạy lùi vào cho các bác xem đây ạ. Rồi. Đang vào rồi. Ở trong đây sẽ long lanh hơn rất là nhiều đấy ạ. Vì điện ở trong đây nó sáng mà. Rồi nhá, bây giờ em mời các bác xem nhá. Cái bật đèn vàng kia thì ô bật điện lên cho anh em ơi. Bỏ bật điện lên mà, bật điện nốt ở chỗ này lên. Để anh quay cho mọi người xem. Nhanh tay lên nào. Vừa bảo xong mà lại không đâu, bật điện này. Bật điện chân trần này. Công tác ở đây cơ mà. Ồ, mấy đứa này hay thế. Nhanh tay lên cái. Đấy. Rồi, sáng rồi. Rồi sáng lắm rồi. Lại tắt đi. Ôi giời, mấy đứa này chán quá. Rồi đây các bác mình xem nhá, phần vỏ bên ngoài đây. Em đi một vòng xung quanh các bác xem này. Đấy, chiếc xe quá ok luôn này. Trời bên ngoài đã tối hết rồi. Đây em quay đúng vào cái hôm mà trời sầm, hơi sầm tối một tí thì đang âm u sắp mưa. Đấy, rất long lanh luôn này các bác này. Đấy, đấy nhá. Ở bên trong đây các bác nhìn xem này, rất nhiều xe luôn. Trên 100 đầu xe các loại cho các bác mình lựa chọn nhá. Rất nhiều xe luôn đấy ạ. Đây các bác mình cùng xem cái phần vỏ bên ngoài, xung quanh ra ngoài. Đấy, máy đang nổ đấy ạ. Đây là máy dầu đang nổ khá là êm đúng không ạ? Đấy rồi nhá, thì em sẽ mời các bác xem đến cái khu vực gầm của chiếc xe đi. Đây, điều hòa ô tô mình tắt bật ở đây các bác nhá. Ở đây thì có cái đèn. Đây các bác nhìn cho em này. Đây nhá, không thì các bác lại bỏ cái đèn này làm sao. Đây, đây mặt đồng hồ đây. Cái đèn này là đèn nó bẩn cái cảm biến cổ xả, ống xả thôi. Đấy, bẩn cái cảm biến ống xả nhá. Tí nữa em ngày mai em sẽ cho người vệ sinh cái cảm biến đi thì sẽ không còn hiện tượng này nữa. Đấy, bên em cũng đã kiểm tra rồi nhưng mà chưa kịp làm. Đây hơi vội. Đây là đèn phanh tay thì đỗ thì tất nhiên là nó sẽ phanh tay rồi. Tức là cái này là mở cửa này. Đấy, cái này thắt dây an toàn này. Còn đây là dầu này. Dầu thì cũng gần hết rồi. Đấy. Chạy đây này các bác nhìn này, chưa đến chục vạn luôn. Đấy, tắt máy nhá, tắt máy và sẽ quay cho bác xem phần gầm. Đấy, video này thì gọi là hơi vội vàng một chút đúng không ạ? Hơi vội vàng một chút nhưng mà không sao, vẫn đầy đủ và kịp thời cho bác xem từng chi tiết đầy đủ hết đúng không ạ? Bây giờ vẫn có thời gian để các bác mình xem cơ mà đúng không ạ? Và trong đây sáng rồi. Đây gầm đẹp nhá. Này, gầm của xe đẹp chưa? Về bục mọt thì cam kết cho các bác luôn rồi. Chuẩn bị bục mọt. Đây đây này các bác này. À, những con bu lông ở chỗ này chưa bị han luôn này các bác này. Đấy. Đây, gầm đấy. Đấy, như vậy thì các bác cũng đã xem xong cái phần gầm, phần vỏ bên ngoài. Rất là chi tiết. Quay cho bác là đến 20 phút đồng hồ. Đúng không ạ? Đây là chiếc xe máy dầu mà rất ít khi bên em có được, rất ít khi mua được. Vì những cái dòng này là ít khi người ta bán lắm cho nên là ít khi mua được các bác nhá. Còn máy xăng bên em rất là nhiều. Máy xăng dòng này bên em rất là nhiều nhá, những máy xăng vào đời 2007-2008 ấy bên em rất là nhiều luôn. Đấy, các bác có thể liên hệ để mua với giá chỉ có hơn 200 triệu thôi. Mình đã có những chiếc xe máy xăng rồi, số tự động đồng hoàng. Còn những chiếc xe máy dầu này thì các bác phải mua cho em cái giá là hơn 300 triệu nhá. Đấy, cụ thể giá thì em sẽ đưa lên phần dưới đây. Và các bác hãy
nhấc máy gọi điện trực tiếp cho bên em để được tư vấn nhiều hơn nữa về chiếc xe, chi tiết hơn nữa. Đấy, về thủ tục sang tên đổi chủ này, rồi về vấn đề công chứng ủy quyền này, và về vấn đề ship xe, chuyển xe, vận chuyển xe như thế nào thì các bác hãy gọi điện cho bên em nhé. Bên em bán xe toàn quốc, có cả trong miền Trung và cả miền Nam luôn. Các bác mình hãy liên hệ để làm sao tư vấn hợp lý nhất cho các bác mình luôn. Rồi, video về chiếc xe này thì em xin được tạm dừng và xin được kết thúc video này ở tại đây. Xin được gặp lại các bác vào những chương trình, những video lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em các bác nhé.